Hello, xin chào mừng quý anh chị quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức, trung tâm mua bán xe đa sử dụng, và em là Đức Hưng. Thì bên em là trung tâm chuyên mua bán các dòng xe lướt, xe đa sử dụng quý anh chị ha. Thì bên em quen mua bán xe là sẽ có cam kết về chất lượng quý anh chị luôn, là xe cam kết là không đâm đụng, không ngập nước nha. Bao chất hạn thoải mái luôn, không vấn đề gì cả. Hiện tại thì bên em Hưng đang cần thu mua rất là nhiều các dòng xe lướt, xe đa sử dụng. Quý anh chị nào đang có nhu cầu cần đổi xe hoặc bán xe thì liên hệ em Hưng ha. Thì các bạn Zalo em số bên dưới, cho em xin thông tin xe, em sẽ báo giá trực tiếp luôn. Cam kết là giá xe là cạnh tranh nha, và cái thị trường không qua cò lái luôn, ngay gốc ha. Ok, và hiện tại trong video này em xin giới thiệu với anh chị một mẫu xe đến từ hãng Kia. Quý anh chị, một mẫu xe rất là được nhiều quý anh chị ưa chuộng luôn. Đây, con xe sau lưng quý anh em đây. Rồi, hôm nay anh Hương xin giới thiệu với anh chị mẫu xe Kia Sedona, một mẫu xe hiện giờ đang rất là chạy trên thị trường nha quý anh chị ha, không có hàng luôn, kể cả mẫu mới lẫn mẫu cũ nha. Đấy, đặc biệt là phiên bản máy dầu quý anh chị. Đấy, chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn, cực kỳ rộng rãi nha. Đấy, đây là mẫu Kia Sedona sản xuất 2017 nha quý anh chị, cuối 2017, form 2018 nha. Xe có màu xanh camansai. Biển kiểm soát là biển 68, là biển của Kiên Giang quý anh chị. Xe là đứng tên công ty xuất hóa đơn nha. Ô tô của chiếc xe của chúng ta là hình như là 70.000 km quý anh chị. 70.000 km đúng rồi, 70.000 nha. Đây em Hưng đi một vòng cho quý anh chị cùng xem nha. Đấy, một chiếc chuyên cơ mặt đất quý anh chị. Chạy cực kỳ sướng luôn. Là quý anh chị là có biết cái dòng ngày xưa đời khoảng 2010 hay là 9 là nó cũng có Carnival quý anh chị. Cái mẫu Sedona này với Carnival nó là một ấy, và cứ đến một thời kỳ là hãng lại đổi tên như vậy ha, đổi tên và nó ra một cái mẫu mã mới để nó kích cầu ha. Đấy, ngày xưa thì là Carnival với anh chị ha, thì cũng rất là, hiện tại dòng xe nó khoảng 200-300 triệu với anh chị, số sàn số tự động ha, cũng được rất là nhiều của anh chị tầm tiền yếu người ta quan tâm luôn, đi gia đình cực kỳ rộng rãi nha. Đấy, còn thời này thì là đây là mẫu Sedona. Và phiên bản của chúng ta phiên bản máy dầu ha, động cơ 2.2 turbo của anh chị, rất là khỏe nha. Động cơ thường thường đó là 2.2 là đều có turbo nha quý anh chị nha. Nếu quý chị nào chưa biết thì lát nữa em Hưng sẽ chỉ cho quý anh chị, bật mí cho quý anh chị luôn. Đấy, chiếc xe chúng ta quý anh chị. Xe thì đi cực kỳ kỹ luôn. Màu xanh camansai quý anh chị ha, thấy không? Nó ra ngoài nắng nó lên màu rất là đẹp. Màu này á là thứ nhất á là nó trung tính quý anh chị. Nó không, quý anh chị không cần phải gọi là phải giữ gìn nó quá ha, và cũng không phải cần là phải giống như là chăm sóc rồi chú táp nhỏ chạy suốt sơ thì cũng không có thấy rõ lắm. Đấy, mà cái màu này thì cực kỳ là hiện đại ha, màu này thì không bao giờ lỗi mốt quý anh chị, dù đi 10 năm nữa cái màu này nó vẫn là một cái màu đẹp. Đấy, rồi để đi vào vài cái chi tiết ha, em sẽ đi vào. Quý anh chị thì đã đang quan tâm dòng xe này thì chắc chắn là cũng có nghiên cứu rồi. Thì đầu tiên á, là xe của chúng ta ở phiên bản này á, đây là bản full dầu nha, thì là sẽ có trang bị là đèn pin led tự động nha quý anh chị nha. Pin led này là zin theo xe luôn, có led ngày định vị nè. Và ở cái phiên bản này thì đèn halogen, đèn pha sẽ là đèn halogen nha. Đấy, rồi ở phía dưới thì sẽ cũng có đèn gầm ha, đèn gầm là đèn bi luôn quý anh chị nha, là bóng của nó là bóng halogen ha. Rồi có rửa đèn rồi cảm biến phía trước nha quý anh chị, cảm biến phía trước và bốn cảm biến phía sau luôn. Đấy, rồi mặt ga lăng mũi hổ đặc trưng của dòng Kia này. Đấy, rất là đẹp quý anh chị. Mẫu này so với mẫu 2019 2020 thì nó cũng không có khác gì nhiều nha. Đấy, thì nó vài chi tiết như là đèn đuốc này nọ thôi. Đấy, rồi quay cho quý anh xem này. Đấy, ba đời sóc này. Đấy, còn đèn đuốc này cực kỳ sáng luôn nha. Và có cảm biến trước này, giúp chúng ta có thể là gia đổ một cách thuận tiện ha. Đấy, quý anh chị có thể canh được khoảng cách hết. Rồi, ở phiên bản 2018 này thì la răng lại cực kỳ là đẹp hơn là mẫu mới quý anh chị. La răng này là la răng được phay nha quý anh chị, phay sơn phay tĩnh điện hai màu luôn. Đấy, la răng phay thường thường sẽ đắt hơn la răng đúc của mẫu 2018, 2019, 2020. Đấy, và kích thước thì cũng vẫn bằng nhau thôi. Thì vỏ theo xe, vỏ này thì là vỏ Michelin quý anh chị ha. Chủ xe đã thay vỏ Michelin rồi. Michelin nha, và vỏ xe mới thay này rất là dày luôn. Đây hơi tối ha, kho quay. Đấy, nó còn dày lắm quý anh chị.
Rồi. À, xe thì đây có làm chống ồn hóc bánh luôn nè quý anh chị. Tại xe này thì là người ta sử dụng gia đình mà, thì quan trọng là cái trải nghiệm thôi. Đấy rồi, gầm bệ đây quý anh chị, gầm bệ cực kỳ đẹp luôn nha, gầm bệ cực kỳ đẹp luôn. Những dòng xe mà nó dài đòn như vậy á, thì rất là ngại nhất là nó bị sập gầm quý anh chị ha. Thì lúc đó thì nó sẽ không ổn định đâu. Nhưng mà xe này thì bên em thì cam kết cho quý anh chị về động cơ, hộp số, máy móc nha, khung gầm là nguyên zin. Rồi, xe được trang bị một cái đèn, một cái gương chiếu hậu chỉnh và gập điện tích hợp đèn báo rẽ nha. Và cái này á là sẽ tự động gập gương khi mình lóc cửa luôn. Và nó có tích hợp là cảnh báo điểm mù. Cảnh báo điểm mù nha quý anh chị. Rồi, ở viền cửa sổ của dòng xe này thì viền trên sẽ được up inox nha, viền trên sẽ up inox hết. Đấy, rất là đẹp. Tay nắm thì trang bị là tay nắm thông minh. Xe được trang bị đề nổi start top sẽ được trang bị là tay nắm thông minh. Đấy. Rồi, cái cửa bên phụ, đây cửa phụ này sẽ là cửa điện hết nha chị ha. Sẽ được trang bị là hai cửa điện và cúp điện luôn. Đấy. Rất là sang trọng quá anh chị ha. Cái phần nội thất thì chúng ta sẽ vào sâu ha, chúng ta sẽ đi vào sâu. Bây giờ chúng ta đi xung quanh xe thôi. Chúng ta cứ đi xung quanh xe đi. Xem bề ngoài cái đã, cho nó sướng cái mắt rồi mình phải vào bên trong còn sướng cái là cảm nhận nữa. Đấy. Em Hưng quay là rất là rõ ràng cho quý anh chị cùng xem nha. Quý anh chị nào mà có theo dõi kênh video của siêu thị ô tô Hồ Đức thì chắc chắn là biết là bên em là chuyên mua bán cái dòng xe đẹp thôi. Em cũng ít lên video quý anh chị. Thường thì tại trước là do nhiều xe em vừa quay xong là mấy anh em bán rồi, em cũng không có đăng lên. Đấy, rồi cũng không có thời gian, nhiều khi là bận không có thời gian đăng lên quý anh chị do sắp xếp công việc. Đấy, thì lâu lâu có những con xe thì vừa về mà đẹp quá em phải đưa lên thôi. Hay. Thì quý anh chị có thể không mua con xe này, có thể là theo dõi tiếp thì sẽ mua được những con xe khác bên em ha. Thì sau này em sẽ chịu khó là làm những cái video clip cập nhật báo giá. Rồi, xe được trang bị là có đèn LED sau quý anh chị. Đèn hậu sẽ được trang bị đèn LED định vị và đèn halogen báo phanh báo rẽ nha. Phía sau sẽ được trang bị là có 4 cảm biến lùi, camera lùi, zin theo xe. Đấy, rồi, cốp là cốp điện. Rồi em bấm hai cái nữa. Cốp là cốp điện nha. Đấy, cốp điện. Màu xanh camphor này đẹp quá quý anh chị. Phải công nhận một cái màu mà đẹp nhất của dòng mà của hãng Thaco luôn quý anh chị. Xanh camphor ha, xanh đen. Tên nghe cũng rất là hay nữa. Đấy, dòng xe này được cái là nó có cái cốp rất là to nha. Mình quý anh chị nào mà chơi Ghost thì mình có thể để được mấy bộ Ghost đây luôn, thoải mái nha. Hoặc là nếu mà con xe này mà đi xuyên Việt thì cực kỳ sướng quý anh chị à. Coi như là mình có thể mang cả tủ đồ theo luôn nha. Nếu như mà mình không có ngồi hàng ghế sau thì mình có thể gặp lại nha. Nó bị kẹt. Đấy. Để mở cái đèn lên. Đây. Đây bên chị là mình có thể gặp lại ha. Mình có thể gặp lại như thế này để mình chở đồ nha. Mình có thể là mình chở đồ hàng ghế giữa, mình có thể đẩy lên trên luôn. Mình có thể chạy, quý chị có thể chạy đồ ra là mình nằm nghỉ ha. Hoặc là quý chị có chở đồ gì đó, mình cũng chở thoải mái luôn nha. Cực kỳ sướng, rộng rãi vô cùng. Cái này là chắc là nó bị kẹt. Nó bị kẹt một bên chân rồi, cái này để em xử lý ha. Nó kẹt cái sàn, cái lót sàn. Rồi. Đấy, xe là em cứ quay thế cho anh chị thôi ha. Thì nó có lỗi, cái lỗi lặt vặt nào thì em sẽ xử lý luôn. Sơ cua, đồ nghề sơ cua nè quý anh chị nha. Thì khi quý anh chị mua xe thì nhớ kiểm tra đồ nghề sơ cua con đội ha. Thiếu bên em Hưng sẽ bổ sung cho quý anh chị luôn. Còn nếu như mình mua ở ngoài thì mình cũng nhớ kiểm tra ha. Tại vì nếu như mà mua ở ngoài mà đã xong xuôi hết rồi á thì đòi chủ xe không được đâu nha. Đấy, xe bên em thì cam kết cho quý anh chị là sùng chỉ đồ là nguyên zin hết nha. Xe là cam kết không cứng đụng, không ngập nước. Rồi. Đây. Cái xe này là sướng ở chỗ là ghế phụ của anh chị.
Dòng này thì nó chỉ có là 7 chỗ ngồi thôi ha. Nó chỉ có 7 chỗ ngồi thôi. Hàng ghế giữa này có thể trượt lên trượt xuống được nè. Đấy, nó rất là rộng rãi rồi. Quý anh chị xem hàng ghế cuối này, hàng ghế này rất là mới luôn. Đây, mới tinh luôn. Ngồi cũng rất là rộng rãi nha. Đấy, hàng ghế giữa có thể trượt lên chút xíu nữa. Hàng ghế giữa trượt lên chút xíu nữa nha. Ồ, dần được luôn nè quý anh chị. Đấy, dần được luôn. Rồi, còn bình thường thì mình cứ ngồi hàng ghế này là thoải mái nhất. Đây, đây là hai hàng ghế VIP ha. Hàng ghế thứ hai là hàng ghế VIP nè. Đấy, rất là mới luôn, có tủ kề tay. Ở đây sẽ có thêm cái đồ sạc pin nữa, tủ đựng đồ để nước uống nha. Đấy, rồi có chỉnh điều hòa phía sau luôn nha quý vị ha, điều hòa ba vùng ha, đây vùng riêng ở phía sau hành khách thôi. Rồi đóng mở cửa thì cũng đây có thể là kéo cái tay nắm hoặc là bấm nút này ha. Rồi bấm luôn, tay bấm phụ cũng có tay nắm thông minh này. Xe này chạy được 7 vạn km nhưng mà nội thất còn rất là mới quý anh chị, toàn bộ là zin theo xe hết nha. Mọi thứ tắp bi đồ này, mới tinh luôn. Chủ đi rất là kỹ quý anh chị. Những cái chi tiết mà sờ nắm ấy, nó còn rất là mới. Xe là đăng kiểm đến tháng 3 2023. Ok, qua cái tài đây. Xe trang bị là có ghế tài là sẽ kính hạ ô tô ha, 4 cửa còn lại không có ô tô nè, gập gương ô tô nè, chỉnh gương ha, khóa cửa, lóc cửa. Ghế tài trang bị là ghế chính điện, quý anh chị có bơm lưng, bơm mông nè ha, một cái tư thế ngồi thoải mái nhất để cho tài xế có thể là chạy lâu dài, chạy xa mọi nẻo đường luôn ha, đi xa thoải mái được luôn. Đây sẽ có là mở xăng nè, tắt mở cân bằng điện, cảnh báo điểm mù và tắt mở traction control. Ok, đóng cửa lại đi, mình cùng nổ máy nha. Xe được trang bị là để nổ startup, chìa khóa. Chìa khóa đây nha quý anh chị. Chìa khóa nó sẽ có là lóc cửa nè, mở cốp nè và mở hai cửa hai bên luôn. Đấy, nổ máy nha. Quá mát. Nóng quá. Thời tiết Sài Gòn nóng lắm anh chị. Odo 75.000 km nha. Odo 75.000 km. Rồi, xe được trang bị là có đèn tự động nè. Đấy, gạt mưa thì chưa có tự động nha. Đời này chưa gạt mưa chưa được tự động. Rồi, vô lăng thì ba chấu ha. Tích hợp nút điều khiển nè, có nghe thoại rảnh tay tăng giảm âm lượng nè, roll control ga tự động nha, và xem những cái thông tin thông số xe. Rồi sườn xù gia cốc này, đấy cũng rất là mới nha, sườn xù gia cốc trên là gỗ luôn quý anh chị. Đấy, vô lăng rất là sang nha, to cầm rất là thoải mái nha. Trợ lực dầu, trợ lực dầu cũng khá là nhẹ. Rồi phía trên đây xe được trang bị là có gương chiếu hậu chống chói điện nha. Rồi trên này thì những cái nút là dùng để là tắt mở cúp điện nè quý anh chị. Tắt mở là tất cả các cửa điện luôn, nghĩa là mình khi mình sử dụng chức năng này thì tất cả các cửa mình sẽ mở bằng cơ nha, không cần sử dụng điện nữa mà mình dùng lực mình kéo. Rồi đây là nút này mở hai cửa hai bên nè, mở cốp nè. Đấy, rồi còn này là mở cửa sổ trời trên dưới nha, mở cửa sổ trời trên dưới này. Đấy, chạy ra mở cho vô đi. Dạ, được rồi ha. Đấy, và đặc biệt là cái độ an toàn trên chiếc xe này nữa quý anh chị, nó sẽ em bảo đảm là nó sẽ hơn cả con Carnival mới luôn. Đây, đây em sẽ nói bực bí nha. Rồi, xe được trang bị là có màn hình Android nha, có dẫn đường luôn. Ở đây thì sẽ là giờ giấc nè. Điều hòa auto hay vùng độc lập ha. Có rear là dùng để chỉnh dàn lạnh phía dưới nè. Đấy, ví dụ như phía dưới không có người ngồi, quý anh chị tắt được luôn nha. Mình sẽ chủ động mình tắt luôn. Đấy ha, tắt mở phía sau là mình thêm tự chủ động mình tắt mở luôn nha. Đèn chỉnh hướng gió đồ ha, quạt gió. Rồi
cần số nè quý anh chị. Đấy, cần số nha, sườn sùi gia cốc là nó vẫn còn ok nha. Xe mà mình nhìn cái chiếc da mà nó còn độ nhám là rất là ok quý anh chị. Cầm nắm nhiều nó sẽ bóng hơn nha. Đấy, còn độ nhám luôn. Cần số này là cần số mới nha, của mẫu 2018. Đấy, xe này sản xuất cuối 2017. Rồi, cổng USB, cổng út nha. Đấy, ở đây thì sẽ có là hai độ chạy đầy nước nè. Ở phía đây mà chúng ta sẽ cái độ chạy là bán tự động của anh chị ha. Bán tự động là của anh chị sẽ sử dụng khi mà mình có thể là mình leo đèo, leo dốc hoặc là mình đổ dốc đèo ha, đổ dốc ha. Sử dụng chạy bán tự động. Gà số giống như y chang là số sàn nha, nhưng mà không phải vô côn thôi. Không phải đập côn thôi. Có chức năng là sấy ghế nha. Chức năng sấy ghế nè, cho ấm cái lưng của anh chị ha. Đi lâu rồi nhiều khi là mỏi lưng gì đó mình sấy ấm cái lưng thoải mái lắm. Sấy vô lăng luôn. Đấy. Đây này. Máy lạnh nó thổi vô tay ha, lạnh có yên tâm, có sấy vô lăng. Đấy. Chế độ eco nữa, đã 2.2 máy dầu rồi mà còn eco, tiết kiệm nhiên liệu nữa, thì chiếc xe này chúng ta nói là thành phố hay là đường trường là chúng ta không cần ngán hay cái gì ha, ngán về mức tiêu hao nhiên liệu, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn, chắc lanh quanh khoảng 5 đến 6 lít 100 km thôi quý anh chị. Rồi, tắt mở cảm biến trước sau nha. Đấy, tắt mở cảm biến trước sau. Có một cái tủ kề tay rất là to luôn. Tủ kề tay thì rất là to nha. Đấy, tủ có đèn điếc đồ này. À, có tẩu thuốc ở đây ha. Rồi, sạc pin nữa nè. Đấy, có sẵn luôn. Đấy. Rồi, đặc biệt em sẽ cho quý anh chị xem hệ thống âm thanh ha. Đây, ở cái đời này á, là hãng trang bị cho xe chúng ta là loa Infinity luôn quý anh chị. Một cái bộ loa rất là xịn sò nha. Thường chúng ta thấy là loa JBL, Labo, đây loa Infinity nữa quý anh chị. À, khỏi nói ha, bảo đảm là dập tới bến luôn, chuyên trị các loại nhạc. Rồi, và về chế độ an toàn thì như em bật mí là chiếc xe này nó có đến 10 túi khí lận quý anh chị, 10 túi khí lận nha. Mẫu Candy Van bây giờ nếu mà quý anh chị mua cả luxury 1 tỷ tư, gần 1 tỷ tư thì nó cũng có 6 túi khí thôi. Con này thì 10 túi khí luôn. Đấy, cực kỳ nhiều túi khí nha, có cân bằng điện tử, phanh ABS đầy đủ hết. Rồi, ok. Giờ mình cùng ra ngoài tham quan khoang máy nha quý anh chị. Ok, và đây là khoang máy của chúng ta nha. Xe được trang bị động cơ là 2.2, máy dầu, hộp số tự động là 6 cấp. Dòng này sẽ có turbo quý anh chị ha. Đây là lấy gió turbo thì sẽ đi vào đây này. Đấy, nó chạy qua kia. Turbo nó sẽ có hai cái nước quý anh chị. Thường thường mà máy có hai turbo quý anh chị, có turbo sẽ có hai cái nước quý anh chị, một cái nước nhỏ này là máy turbo này. Đấy. Ha, cái này là nói chung là nó cũng phải tùy xe thôi, nhưng mà xe này là thường những xe nào mà nó có các nhỏ nhỏ vậy nó sẽ có được bô là sẽ là máy 2.2 hoặc là máy 2.0 máy dầu anh chị. Rồi, vì thì bên em là cam kết là xe là không cứng đụng, không ngập nước nha. Máy móc là nguyên zin hết đây, ốc chân máy đồ ha, ốc mặt máy đồ em cam kết với anh chị là nguyên zin hết nha. Anh chị có thể mang ra hãng hoặc là bất cứ gara nào để kiểm tra cũng được nha. À, mình sẽ kiểm tra về máy móc rồi động cơ, hộp số gì nọ nha. Bên em thì cam kết với anh chị là nguyên zin ha. Đấy. Đây. Nỉ chống nóng chống ồn rất là mới luôn này. Thì xe bán ra thì bên em sẽ bảo hành động cơ hộp số cho quý anh chị là 3 tháng hoặc là 5.000 km nha. 3 tháng hoặc 5.000 km và sẽ có bảo dưỡng thay nhớt trước khi giao xe cho quý anh chị luôn. Ok. Ok. Và hiện tại bên em Hưng đang chờ bán chiếc xe này với giá bán là 875 triệu quý anh chị, 875 triệu nha. Đấy. À, một cái mức giá gọi là cực kỳ mềm quý anh chị ha, nó ngang với Fortuner số sàn đấy. Đấy, số sàn đời 2018 quý anh chị. Nhưng mà con này số tự động, còn kia số sàn. Ngồi rộng rãi hơn nha. Nhiều option hơn. Đấy, rồi. Bên em thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng là 70% giá trị định giá nha. Thì quý anh chị nào có nhu cầu cần tư vấn về xe, về ngân hàng thì liên hệ em Hưng, số điện thoại là 0938 773 554 nha. Em Hưng sẽ hỗ trợ tư vấn về xe, về ngân hàng cho quý anh chị luôn. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video khác nha. Thì bên em còn rất là nhiều các dòng xe luôn. Thì em sẽ làm một cái bản báo giá, một cái video clip báo giá xe cho quý anh chị nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.